Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách lấy token để chúng ta sử dụng phần mềm Autogroup. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc, các bạn tiến hành đăng nhập nick Facebook các bạn. Rồi tiếp đến thì các bạn cài cho tôi một cái extension. Thì các bạn truy cập vào cái đường dẫn đó là forensicsoftware.com/getcookie đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì các bạn click vào cái nút đây tôi remove đây đã, đúng không ạ? Remove. Rồi, các bạn tiếp đến các bạn click vào add to town, đúng không ạ? Nếu là các bạn sử dụng Cốc Cốc thì nó sẽ là thêm vào Cốc Cốc. Ok. Rồi, thêm extension. Rồi ok. Chúng ta quay trở lại cái nick của chúng ta nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành click vào cái phần get cookie token này. Đó, việc của bạn bây giờ là copy cái token này và dán vào phần mềm. Rồi cần chút về đúng không ạ? Dán vào phần mềm. Rồi chúng ta click của quét này. Đó, thì cái nick của chúng ta xuất hiện ở đây. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.